Xin chào mọi người, cô Hằng đây các bạn ơi. Ngày hôm nay cô Hằng có phần tiếp theo của chủ đề về 50 tính từ hay trong tiếng Anh của chúng ta hay sử dụng. Chào mọi người ạ, cô Hằng đây. Các bạn ơi, đã nhìn thấy cô chưa? Ngày hôm nay cô Hằng sẽ tiếp tục với chủ đề về 50 tính từ trong tiếng Anh Part 2. Mời mọi người vào học với cô nha. Các bạn đã nhìn thấy cô Hằng chưa ạ? Các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Hi everyone, it's me, Miss Hằng here. Today I'm going to continue with the topic 50 commonly used. Or a very useful 50 useful adverbs and adjectives in English part 2. Phần này thì chúng ta sẽ thấy là sự kết hợp giữa tính từ và phó từ thì nó na ná nhau, vì lý do là tính từ thì đuôi của nó chỉ cần thêm đuôi ly là tức trở thành phó từ. Thế nên là khi mà cô dạy về 50 tính từ nó giống như là các bạn học về phó từ nha các bạn ơi. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Rồi nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ vào với cô nha. Nếu bạn nào mà nhìn thấy cô rồi, các bạn hãy say hi để cô biết nào. Hello. Chào mọi người. Hôm nay chúng ta học về phần 50 tính từ hay trong tiếng Anh Part 2. Được chưa? Chúng ta đợi một chút nhé, để cho tất cả mọi người cùng vào đấy ạ. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Đây rồi, ok, chào mọi người nha. Ok, rồi nào mọi người cùng vào với cô nhá. So today, Miss Hằng is going to continue with a video of 50 commonly used adverbs and adjectives in English. And we often use these words to replace the word very. Chúng ta thường sử dụng những từ này để chúng ta có thể replace cái từ very của chúng ta. Vì các bạn sử dụng quá nhiều từ very thì nó rất là buồn cười đúng không ạ? Nếu bạn nào mà chưa xem part 1, các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube Tiếng Anh của Hoàng Bựa nhé. Các bạn lên YouTube gõ Tiếng Anh của Hoàng Bựa. If you don't have a chance to watch the previous videos of mine, you can go on YouTube and then you search for English of Miss Hằng Bựa and then you can find my videos. Nếu các bạn mà chưa nhìn những phần đấy, các bạn cứ lên YouTube để các bạn có thể xem được toàn bộ những video livestream của cô Hằng trước đây ạ. Rồi, nào vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trong tiếng Anh các bạn nhớ này, chúng ta sẽ có một số tính từ mà các bạn có thể sử dụng nó cao cấp hơn một chút, không cần phải sử dụng từ very nữa. Và những từ này là như thế nào thì các bạn cùng học với cô luôn nha. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục này. Hôm trước thì chúng ta đã có từ là từ afraid. À, hôm trước chúng ta không mới có từ là từ angry thôi, hôm nay chúng ta có từ là từ afraid. Ví dụ mình nói là I'm very afraid of something. Thì các bạn có thể sử dụng là I'm very terrified. Đó, được chưa? Cái từ terrified này ạ, mang nghĩa là sợ hãi. Terrified là sợ hãi. Được chưa ạ? Các bạn nhớ cho cô nhá, từ này chúng ta hay sử dụng là very afraid of something. Các bạn sử dụng là very terrified of something. Được chưa? Rồi nha. Nè các bạn ơi, các bạn nhớ cho cô khi đọc từ này, các bạn nhớ từ này đọc là terrified. Terrifying. Thì bây giờ cô sẽ phân biệt tiếp với các bạn là từ terrifying này sẽ khác với từ terrific. Khác với từ terrific. Hai từ này đều là tính từ các bạn nhé, nhưng mà các bạn ý nghĩa của nó khác nhau này. Từ đầu tiên của từ chúng ta đó là từ terrifying, có nghĩa là sợ hãi. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ từng cái một nhé. Ví dụ, I was afraid of ghost. Thì các bạn có thể sử dụng thành là I was terrified of ghost. Thì cái từ thứ hai này khi các bạn sử dụng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Các bạn nói với cô về câu là afraid of, thì nó có hay không bằng cái từ là từ terrified of something or terrified of doing something. Các bạn nhớ sau of chúng ta luôn cộng với danh từ hoặc là tính từ, các bạn nhớ nhé. Sorry, các bạn nhớ là gerund sau danh từ hoặc là gerund nhé. Afraid of ghost thì ở đây ghost của nó là danh từ đúng không ạ? I was afraid of ghost. Hoặc là mình sử dụng I was terrified of ghost, là tôi sợ cái điều gì đấy. Và cái từ very afraid of something các bạn thay thế replace bằng cái từ terrified, được chưa? Ok, so it is a way to improve your vocabulary and the way of using English and communication and writing. Because it can show that you have a very high level of vocabulary. Ở phần này các bạn nhớ cho cô là cái phần này khi các bạn sử dụng những cái từ này mà mình replace cho cái tính từ là sử dụng phó từ very
Nó đi với tính từ ví dụ very high, very big, very tall. Mà các bạn sử dụng những từ mà cao cấp hơn như thế này thì thể hiện cái trình độ của bạn nó cao hơn một chút. Và bao giờ mình cũng hướng đến việc là mình nói lên nào thể hiện được mình mất công học, đúng không ạ? Thấy chưa? Rồi nhá. Nào các bạn comment được chưa? Các bạn ơi cùng comment lại cho cô nhé. Từ đầu tiên là từ terrify mà nghĩa là sợ hãi. Bây giờ có từ là từ terrific. Từ terrific để đổi bằng cái từ awesome. Awesome. Được chưa? Bằng luôn với từ great hoặc là excellent. Đó. Thì khi mà các bạn sử dụng từ như thế này thể hiện điều là các bạn đang leverage từ vựng của mình, cái nâng cấp từ vựng của mình lên một cái mức độ hay hơn nhé các bạn ơi. Chúng ta không đọc từ này là terrific, đọc là terrific cho âm thứ hai nhé các bạn. Từ này cô đọc là terrific, terrific, terrific bằng với từ awesome, awesome, awesome hoặc là bằng great bằng với excellent. Thì ở đây từ terrific thì nghĩa của nó khá là khác biệt và nó không hề có liên quan gì với cái đuôi terrified ở đây cả, đúng không các bạn? Từ đọc là terrific, terrific, terrific hay là awesome hay là great hoặc là excellent đều giống như nhau, đúng không ạ? Bốn từ này các bạn có thể hiểu nghĩa của nó sử dụng na ná nhau luôn. Từ terrific bằng với awesome bằng với great bằng với excellent và nghĩa là thật tuyệt vời. Ví dụ her storytelling is terrific. Đó, her story feeling is her story feeling telling is terrific. Câu này mang nghĩa là cái câu chuyện kể của cô ấy thật là hay ạ. Từ này mang nghĩa là very great, đúng không ạ? Cái câu chuyện kể của cô ấy thật là tuyệt vời. Mình sử dụng là her storytelling is terrific. Khả năng kể chuyện hoặc là cái việc kể chuyện của cô ấy rất là hay, rất là thú vị, hay là hút khách, nó kiểu như vậy. Nếu bạn nào mà làm marketing thì storytelling is a key or is one of the best techniques to transfer or deliver a message to customers, đúng không ạ? Khi mà các bạn muốn nói là một cái câu chuyện nào đấy mà muốn làm trong marketing thì cách kể chuyện của những người làm marketing rất là quan trọng để có thể đưa cái sản phẩm của mình vào lòng người, đúng chưa? Rồi ạ, vậy chỗ này các từ là từ her storytelling is terrific, được chưa? Xong chưa mọi người ơi? Nào nhắc lại một lần nữa, chúng ta có từ terrific bằng với từ awesome, bằng với từ great và bằng với từ excellent. Rồi nha, vậy cô đã mention khá là nhiều từ với các bạn rồi. Các bạn cùng comment lại cho cô xem các bạn đã nhớ những từ đấy chưa nhá. Ok rồi nào. Rồi, chính xác rồi đấy ạ. Các bạn đang comment rất là ổn rồi. Nào, vậy nhớ nhá. Chúng ta sẽ có từ là từ terrific, terrified and terrific. Chúng ta có câu ví dụ đầu tiên của cô Hằng là sử dụng từ terrific, đúng không ạ? Ở đây là her story telling is terrific. Xong nhá. Nào tiếp tục là chúng ta sẽ có một số từ vựng nữa này để chúng ta xem khả năng của mình làm những chỗ này như thế nào nhá. Chúng ta có từ là từ intelligent. Cái từ này thì bằng với lại từ smart. Đúng không ạ? Smart. Khá giống với từ đó là từ brilliant. Xuất sắc, thông minh. Đó, các bạn sử dụng một số từ như thế này cho cô để bài của chúng ta phong phú hơn nhá. Từ này của chúng ta là từ intelligent, smart và brilliant. Intelligent, smart and brilliant. Từ này khi mà cũng khen một cái điều gì đấy các bạn có thể nói là her job is brilliant. Her job is brilliant. Câu này mang nghĩa là cái công việc của cô ấy thật là thú vị, hoặc thật là xuất sắc, hoặc là thật là thông minh, hoặc là những cái gì đấy mà nó quá tuyệt vời. Các bạn sử dụng từ này cho cô nhé. Her job is brilliant. Her job is brilliant. Được chưa? Không đọc từ này là brilliant, đọc là từ là brr brr brr. Tức là cái âm này nó giống như là cái âm y ngắn đó. Khi mà nói na na chữ ư tiếng Việt ạ. Brilliant, brilliant. Her job is brilliant. Ok chưa? Rồi ạ, câu này mang nghĩa là công việc của cô thật là xuất sắc. Xuất sắc. Công việc của cô ấy thật là xuất sắc. Her job is brilliant. Her job is brilliant. Được chưa mọi người? Rồi nhá, nhắc lại một lần nữa nhá, chúng ta sẽ có thử sử dụng một số từ vựng này và các bạn có thể thay đổi cái cách dùng của nhau đi để chúng ta không bị lỗi, một là lỗi repetition, hai là chúng ta nâng cấp từ vựng một chút để thể hiện là chúng ta có mất công học, đúng không ạ? Nào, từ đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta khen ai đó thông minh, ví dụ her boy is very intelligent, con trai cô ấy rất là thông minh, mình có thể là her boy is very brilliant, her boy is very brilliant, mà nghĩa là cậu bé rất là xuất sắc, rất là thông minh. Thì cái từ smart nữa là một từ rất là quen thuộc với các bạn rồi. Ví dụ hàng ngày các bạn sử dụng smartphone, smart TV, đúng không ạ? Thì cái từ smart này là một từ có một âm tiết thôi. Vậy các bạn mà muốn sử dụng nó gọi là complicated một chút xíu thì các bạn sử dụng cho cô từ đó, từ brilliant là một này. Và từ hai là từ intelligent cũng ok. Được chưa mọi người? Rồi nhá, vậy nhớ là sau này khen ai thì các bạn sử dụng những từ như thế này thì nghe nó hay hơn rất là nhiều nha.
Được chưa mọi người ơi? Ok chưa? Nào nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ có từ là từ brilliant bằng với từ smart bằng với từ intelligent. Tức là nó không thực sự là bằng nhau, giống hệt nhau mà các bạn có thể sử dụng nó thay cho nhau được, đúng không ạ? Cái này là giống như kiểu là một dạng alternative form gọi sử dụng được với nhau. Rồi nha, tiếp tục này các bạn ơi. Chúng ta có một từ là từ old. Già ấy, cũ đúng không ạ? Old. Bạn sử dụng bằng từ ancient. Ví dụ chúng ta muốn nói something is very old, các bạn sử dụng something very ancient. À, nhiều người đọc từ này sai nha. Rất nhiều người từ đọc từ này là ancient. Thì từ này là ancient. 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 Very old. Thì sẽ sử dụng là ancient, đúng không ạ? Tôi nhớ, ví dụ mình có thể nói là Hội An City is very old. Thì very, thì sử dụng mỗi từ ancient là đủ rồi, đúng không ạ? Nào, ví dụ một nói là Hội An City is ancient with unique cultural and structures. Đó, Hội An City is ancient with unique cultures and structures. Thì cả trong câu này, ví dụ của cô Hằng sẽ hiểu là gì đấy các bạn? Hội An City is ancient with unique cultures and structures. Câu này có một từ là từ unique, nhưng mà nhớ đọc là unique. Chữ K này ạ. Khi mà các bạn đọc từ này, các bạn nhớ cho cô chữ chữ que bình thường. Các bạn biết là que như thế này thì các bạn nhớ đọc là chữ K nhé. Có rất nhiều đuôi như thế này các bạn. Ví dụ có một từ là từ picturesque. Cái này mang nghĩa là đẹp như trong tranh ạ. Đuôi của nó cũng là đuôi ca. Tức là khi đọc đọc là unique và picturesque. Đó. Trong là picturesque square và unique square. Đấy chưa mọi người? Rồi. Unique ở đây mang nghĩa là độc đáo. Hoặc là duy nhất, đúng không ạ? Unique là rất là độc đáo. Picturesque ở đây mang nghĩa là đẹp như trong tranh ạ. Đẹp như tranh luôn các bạn. Sử dụng từ được là unique và picturesque. Unique and picturesque. Được chưa? Nhắc lại một lần nữa nha. Hội An City is ancient with unique cultures and structures. Hội An City is ancient. Không đọc từ này là ancient nha, đọc là ancient. Hội An City is ancient with unique cultures and structures. Hội An City is ancient with unique cultures and structures. Vậy ở đây cô Hằng dịch cả câu này sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Nào chúng ta dịch nhanh luôn nhá. Là thành phố cổ Hội An thì rất là thành phố Hội An thì rất là nổi tiếng đúng không ạ? Với cái công trình ancient ở đây hiểu là rất là cổ kính. Thành phố cổ Hội An thì nổi tiếng với cái phần unique cultures là các văn hóa rất là độc đáo và các công trình cũng độc đáo. Được chưa mọi người? Rồi nhắc lại một lần nữa nha. Thành phố Hội An rất là cổ kính với những nền văn hóa độc đáo và structures là các công trình độc đáo. Được chưa mọi người? Xong nha. Nào tiếp tục chúng ta move on tiếp nào một số từ nữa nhé. Nếu bây giờ chúng ta muốn nói somebody is very full hoặc là stupid, ngu ngốc đúng không ạ? Các bạn muốn nói là someone is very stupid thì mình có thể là mình sử dụng cái từ là từ stupid này ạ. Thì các bạn sử dụng là idiotic. Idiotic cũng là ngu ngốc. Các bạn biết từ idiot là thằng ngốc rồi đúng không ạ? Idiot, thằng ngốc. Ok chưa? Chúng ta có từ là từ idiot, thằng ngốc hoặc thằng ngu. Đây là danh từ nha các bạn ơi, it is a noun. Và chúng ta có tính từ của nó là idiotic. Idiotic. Ngu ngốc, một người nào đấy là ngu ngốc thì người ta hay sử dụng từ là fool hoặc là từ stupid, đúng không ạ? Ở đây bị sử dụng từ là idiotic, mang nghĩa là ngu ngốc. Đây là một từ hay hơn của sử dụng từ fool. Được chưa? Rồi các bạn cùng comment lại cho cô nhé, từng từ một nhé, thì chúng ta nhớ cách viết của nó nào. Đầu tiên chúng ta có từ là từ fool versus stupid. Fool và stupid mang nghĩa là ngu ngốc. Idiotic ở đây cũng là ngu ngốc, nhưng mà idiotic thì nghe nó sang hơn một chút xíu, được chưa? Rồi. Nào, ví dụ nhé. I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC company. I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC company. Nhắc lại một lần nữa nhá. I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC company. Nào mời các bạn cùng dịch cho cô câu này nhá. Câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào đây? I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC company. Nào, nhắc lại từ này đọc là idiotic. Tại vì sao nhỉ? Lý do của nó là kết thúc của từ này bằng âm ích. Nên trọng của nó sẽ rơi vào chữ O. Đọc là idiotic. Idiot trong thứ nhất và idiotic trong thứ ba. Yeah. Được chưa mọi người? Đọc từ này như sau. I didn't understand.
I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC Company. I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC Company. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dịch câu này như thế nào đấy ạ? Được chưa mọi người? Rồi, ở đây cô có thấy một số comment của bạn như sau. Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình đã ngu ngốc đến như thế nào khi từ chối lời mời từ công ty ABC. Đúng rồi đấy. I didn't understand. Thực sự tôi chẳng hiểu được là mình đã ngu ngốc như thế nào khi mà tôi từ chối, deny đấy, mà nghĩa là từ chối hoặc mình turn off cái gì đấy, đúng không ạ? Từ chối, that offer, offer là cái lời mời, có thể là lời mời làm việc, đúng chưa? Từ công ty ABC. Rồi, nhắc lại một lần nữa nhá, chúng ta có câu I didn't understand how idiotic I was when denying that offer from ABC company. Tôi thực sự mình không hiểu là mình ngu ngốc đến cái mức độ như thế nào khi mà tôi từ chối cái offer, lời đề nghị từ công ty ABC. Rồi, chính xác ạ. Nào bây giờ mời các bạn cùng đặt câu cho cô một từ về từ idiotic nhá. Nào, đặt câu về idiotic. Từ này đọc là idiotic, không đọc là idiotic. Đọc là idiotic, được chưa ạ? Ở đây hiện tại nếu mà cô đang thấy có một bạn hỏi là lớp của cô Hằng ạ. Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn cần hỏi lớp của cô, các bạn cứ inbox cho cô nha. Các bạn gửi cho cô cái phần personal messages để cô tạo ra, cô có thể livestream xong để cô trả lời. Vì hiện tại bây giờ cô Hằng đang có các lớp online dành cho các bạn và đang muốn nâng cao khả năng của mình. Hiện tại các lớp sẽ ra Tết khai giảng và bây giờ các bạn đã phải đăng ký ngay từ bây giờ nếu bạn nào mà muốn học ạ. Nên là các bạn cứ inbox cho cô. Được chưa? Còn nếu mà ra ngoài Tết đăng ký thì các bạn sẽ phải đợi một thời gian nữa. Nào các bạn nếu mà cần thì cứ hỏi cho cô bằng inbox nha, chứ bây giờ các bạn comment đây cũng không kịp trả lời đâu ạ. Ok, rồi các bạn ơi, nào cùng đặt câu cho cô với từ idiotic. Idiotic. Được chưa? Rồi, ok. Nào, bây giờ cô thấy có một số bạn comment ở đây đây. Nào, các bạn nói là he is idiotic that none of us can accept his behavior. Very good. He is idiotic that. He is so idiotic that. Thông thường chúng ta sử dụng cụm từ là quá trình mà mình dùng cấu trúc là quá cái gì để đến nỗi mà. Các bạn sử dụng là so cái gì để that nhé các bạn nhé. Câu này sử dụng so that thì hay hơn rất là nhiều. He is so idiotic that none of us can accept his behavior. None of that, none of us can accept his behaviors. Không chỉ SE. He is so idiotic that none of us can accept his behaviors. Rồi nhắc lại lần nữa nha, câu này của bạn đã trả lời dịch câu này nghĩa là anh ta quá ngu đến mức là chúng tôi không thể chấp nhận được cái hành động của anh ấy, đúng không? Hay nghe hơi rất là gắt, đúng không? Now, he is so idiotic that none of us can accept his behavior. I didn't understand how idiotic, đúng rồi. Tiếp tục. I didn't understand how idiotic I am or I was, đúng không? That I can't translate that sentence. Rồi, nhớ là sử dụng cái phần này mình cẩn thận để thì khi bạn chia là quá khứ đơn, các bạn phải chia là quá khứ luôn nhé. Cô ơi, trong câu của never thì câu đó chia hiện tại đơn hay hiện tại hoàn thành. Câu đấy còn tùy em ơi. Ví dụ như khi mà em sử dụng cái câu đấy mà ngữ nghĩa của nó là từ trước giờ tôi chưa từng làm gì thì các bạn sử dụng hiện tại hoàn thành. Còn never mang nghĩa là từ trước giờ thói quen của tôi luôn luôn như vậy thì mình sử dụng hiện tại đơn. Đó, đây là tùy em, các bạn phải sử dụng con ngữ cảnh, context của nó như thế nào. Phương Hà này, tiếp tục một số bạn comment ở đây này. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Rồi nha, cô cho em thêm info lớp live của cô. Ok Bảo ơi, tạo được cô sẽ trả lời nha. Rồi, các bạn có thể inbox cho cô để cô tư vấn cho các bạn các lớp online của cô thì tạo được cô sẽ trả lời. Rồi, tiếp tục nha. Phần tiếp theo này các bạn, chúng ta sẽ có một số từ nữa. Nào, ở đây chúng ta có từ rude, very rude. Từ này các bạn biết chứ, cái này mang nghĩa là thô lỗ ấy, được chưa ạ? Thì các bạn sử dụng từ vulgar. Vulgar, ở đây mang nghĩa là thô lỗ, thô thiển. Được chưa ạ? Rồi, very rude. Ví dụ như he acts very vulgar, hoặc là he acts very rude, hoặc là his speech is vulgar. Mang nghĩa là anh ta nói thô thiển. Lời nói của anh ta rất là thô thiển, thô lỗ, đúng không ạ? Khi mà nói về một người mà không tôn trọng người khác, sử dụng những cái từ giống như kiểu là swear word, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy em sử dụng từ này từ vulgar, mang nghĩa là thô lỗ, thô thiển.
một người nào đấy mà có vulgar speech, đúng không ạ? Vulgar speech là lời nói không chuẩn mực, thì các bạn có thể stay away from them, đúng không ạ? Ví dụ mình có thể dặn con mình là if you see anyone having vulgar speech, try to stay away from him, được chưa? If you see anyone, đây, ví dụ như là câu cô đang nói nhá, if you see anyone having vulgar speech, stay away from him. If you see anyone having vulgar speech, stay away from him. Mà nghĩa là nếu như mà con mà gặp một người đấy mà ăn nói không chuẩn mực, ăn nói thô thiển, thô lỗ thì con hãy rời xa họ ra. Stay away from him. Ok chưa? Rồi nha. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta có từ vulgar. Vulgar. His speech is vulgar. Mà nghĩa là anh ta nói rất là thô tục, thô thiển. Ăn nói thô tục và thô thiển. Được chưa mọi người ơi? Rồi nha, nhắc lại. Đọc lại từ này của chúng ta là từ vulgar. Vulgar. Ở đây mang nghĩa là vulgar. Ăn nói lời, tức là cái tính từ này mà nghĩa là thô lỗ, thô thiển, chúng ta hay sử dụng cái từ speech, đúng không ạ? Là cái lời nói của anh ta rất là thô thiển, thô lỗ. Thế chưa mọi người ơi, nhớ nhá, cụm từ của cô đấy từ là từ vulgar speech. Vulgar speech, rồi nhá. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ có một số từ nữa đây. Một số từ nữa để các bạn quen luôn này, các bạn sử dụng từ này thì hay hơn, được chưa ạ? Tiếp tục chúng ta có từ very clean. Các bạn có thể sử dụng từ đó từ spotless, không tì vết. Đặc biệt là các bạn thấy trên quảng cáo sữa rửa mặt some commercials for their face cream, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy người ta hay có từ spotless, mà nghĩa là trắng không tì vết, đẹp không tì vết, sạch không tì vết, được chưa? Spotless, mà nghĩa là very clean, very clean, rất là sạch, rất là đẹp, không có cái gì vướng bận, không có gì vướng mắc ở đấy ạ, được chưa? Thì sử dụng là very clean thành từ spotless. Các bạn comment cho cô nhá. Từ này từ spotless, được chưa? Ok chưa mọi người? Nào, rồi cùng comment lại cho cô để cô biết nha. Làm được chưa? Ok chưa mọi người ơi? Nào comment lại cho cô nhé. Những từ như thế này nó rất là hay cho các bạn có thể thay đổi cái bài nói và viết của mình về những cái phần này ạ. These words can help you improve your writing and also speaking skill, and you can show off your English ability or competence. Đó. Nhớ là sử dụng những từ này thì làm cho các bài của mình nó phong phú hơn và thể hiện mình là có một tí gì đấy hơi hơn một chút, đúng không ạ? Rồi tiếp tục nhắc bạn nhớ nhé. Dùng những từ này rất là hay. Tiếp tục là chúng ta sẽ có từ đó, từ valuable. Ví dụ very valuable mang nghĩa là rất giá trị, đúng không ạ? Giá trị. Và chúng ta có một từ nữa hay hơn là từ precious. Precious rất là giá trị, đắt tiền ạ. Nó giống với từ expensive của các bạn ấy ạ. Đó. Đó, thế nhưng mà thực tế cái từ valuable hay là expensive thì các bạn sẽ thay thế bằng từ precious. Được chưa ạ? Nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có từ là từ precious. Precious. Từ này đọc ạ. Khi mà các bạn đọc là precious. 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 Tức là very valuable or very expensive. Đúng không? Nên là he has owned a valuable painting, thì các bạn thay đổi là a precious painting. Đó, kiểu như vậy ạ. Được chưa? He has owned a valuable painting or he has owned a precious painting. Ở đây mình nghĩa là anh ta sở hữu một cái bức tranh cực kỳ giá trị, kiểu như là của Leonardo da Vinci chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là những từ này mình thay thế cho nó hay hơn và làm bài của mình nó phong phú hơn, mất công học thì mình nhớ những từ này hay hơn ạ. Được chưa mọi người? Nào comment nhá, comment xuống cho cô những từ như thế này nữa. Rồi ok nhá, nhắc lại một lần nữa này, từ valuable bằng với từ precious, xong chưa ạ? Nhớ đọc cho cô từ này là từ precious, nhưng mà precious nha, đọc là precious. Ví dụ chúng ta có từ là a precious painting, a precious house, hoặc đơn giản là a precious promise chẳng hạn, một lời hứa rất là giá trị, đúng không ạ? A precious promise. Được chưa mọi người? Xong nha. Nào tiếp tục nào, chúng ta sẽ có một số từ nữa, sau đó chúng ta sẽ nào này, đó là từ good. Các bạn có thể dùng từ superb. Superb mà nghĩa là cực kỳ tốt, đẹp, tuyệt vời.
Ví dụ he's good thành he's super. Super. Từ này không là super đâu ạ, mà nó là super, được chưa? Có một đuôi của nó là chữ B các bạn ơi. Khi mà các bạn nói xong các bạn nhớ nhím mồm lại ạ. Super, 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 được chưa? Good bằng với từ super. Và từ này nói từ super thì nghe nó hay hơn rất là nhiều. Nhớ nhé. Nào, đặt cho cô một câu với từ super này nào. Bởi vì thông thường các bạn sử dụng từ good rất là nhiều đúng không? Ví dụ cô nói là he's got good writing skill. Thành sự nói là he's got super writing skill. Hoặc là he is in the super condition. Tức là anh ta đang trong cái điều kiện sống rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một đứa trẻ mà được sinh ra ở vạch đích rồi thì mình sẽ là he's in the good living super. He's in the super living condition. He's in super living condition. He's in super living condition. He's in super living condition. Được chưa? Hoặc là một người nói là his working performance is super. His working performance is super. Tức là cái khả năng làm việc, working performance. Cái work performance của anh thật sự rất là super. Mình nghĩ là cực kỳ là tuyệt vời. Được chưa? Nhắc lại một lần nữa nha. Cô ở đây cô có một từ đó là từ superb. Superb, được chưa? Superb, chọn thứ hai nhá bạn ơi. Superb. He's superb. Ở đây cô xuống giọng với cuối câu. He's superb. He's in superb living condition. His working performance is superb. Được chưa? Có nghĩa là anh ta thực sự rất là tuyệt vời. He's in superb living condition là anh ta đang ở trong cái điều kiện sống rất là tuyệt vời, rất là tốt. His working performance is superb. Là nghĩa là cái công việc của anh ta, cái khả năng làm việc của anh ta rất là tốt. À, sử dụng từ superb, được chưa? Nào các bạn comment được chưa? Rồi. Rồi, she is a superb wife. Rồi, chính xác ạ. Cô ta là một người vợ rất là tuyệt vời. Rồi, chính xác. Ok nhé các bạn ơi, vậy trong hôm nay thì cô đã vừa gửi cho các bạn phần part 2 của 50 tính từ này, chúng ta học khá là nhanh. Trong phần này các bạn nhớ ghi lại những cái bài như thế này để chúng ta học và nhớ sử dụng và áp dụng luôn cho cô nhá. Vì những bài như thế này sẽ giúp các bạn có thể leverage được từ vựng của mình này, improve your writing, speaking skill and also critical thinking in English. Nhớ là sử dụng những từ như này thì mình có thể tư duy tốt hơn, đặc biệt là từ vựng của mình nó không còn đơn giản nữa. Thế thôi nhé mọi người, that's all for today. Bye bye and see you. Chào tất cả mọi người nha. Ai cần câu hỏi gì các bạn cứ inbox cho cô Hằng ạ. Bye bye and see you.